cùng lên đây để mà tiễn anh Hải về nơi thì người phương Nam Nam thì cũng thôi kể thay mặt cho anh cùng đi mà thì thật sự buồn anh thì cái gì mà có quá trình làm việc cái gì khó khăn có à thì cũng sẽ cứ chỉ cho rồi trong tâm gia đình may mắn để mà các bạn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đây. Đây nghe. Dạ, đây là bác Huy ba của Nam.